Mến chào cô dì, chú bác, anh chị em đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến Vlog Heavy. Thì tiếp tục về ngày hôm nay thì em cũng muốn chia sẻ và cập nhật đến cho quý vị những cái thông tin mà nó liên quan đến vấn đề của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh và cái câu chuyện sóng gió gia tộc. Thì chắc hẳn quý vị cũng biết trong những ngày hôm nay thì hầu như cái câu chuyện này càng ngày nó càng căng thẳng và thậm chí sắp đi đến hồi kết rồi. Bên phe phái của mẹ con bà Sáu hầu như rất là run sợ và thậm chí thì đổ thừa các thứ các kiểu còn đà điểu như quý vị ha. Và thậm chí bây giờ quý vị cũng biết là con ve nó đang đổ thừa là cho cậu Năm đã thất hứa và sẽ không giữ lời hứa nha cả nhà ha. Tại vì quý vị cũng biết là bên cái vấn đề của mẹ con bà Sáu khi mà được cậu Năm hứa hẹn cái gì đó trong cái bàn nhậu thì người ta rất là tin tưởng là chuyến này sẽ giành được cái căn nhà số 5 và thậm chí là một chút xíu tài sản của cậu Năm. Và tới bây giờ thì ông Tòa vẫn chưa phán quyết là mẹ con bà Sáu thắng nha quý vị ha. Nên người ta đang rất là hận, có thể là bây giờ mẹ con bà Sáu và con ve đang rất là hận cậu Năm nha quý vị ha. Và thậm chí thì quý vị cũng thấy là đồng bọn của mẹ con bà Sáu thì hầu như mấy ngày hôm nay cũng đang lên tố giác lẫn nhau quá trời rời đốm nha cả nhà ha. Ăn cái mấy tô bún bò thôi mà bị tố giác rồi. Và thậm chí quý vị cũng biết ngày hôm nay đây thì chị Phương Lê của mình cũng có lên một cái thông tin dạy dỗ chị mì xào mình nha cả nhà ha. Nhưng mà trước tiên thì em muốn chia sẻ những vấn đề mà liên quan đến con Phượng Ve. Nó đang là muốn cố tình đổ lỗi đến cho cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cả nhà. Thậm chí là liên quan đến cái con HHB xuống nước, quá trời xuống nước nha cả nhà ha. Chắc năng nỉ ỉ ôi nữa rồi. Ở đây thì quý vị cũng biết là Phượng Ve nó đã bắt đầu đổ lỗi và đổ tội cho cậu. Phượng hận cậu lắm đúng không? Chứ yêu thương vì cậu tầm này. Mẹ con Thượng thật là vô ơn, cậu mắc mà cũng không yên. Rất rõ ràng ở đây nha. Là mẹ con bà Sáu đang đổ lỗi cho cậu và thậm chí là bây giờ cậu nằm xuống rồi mà cũng không yên với mẹ con bà Sáu nha. Vẫn bị lợi dụng hình ảnh, vẫn bị lấy hình ảnh của cậu Năm đi rêu rao khắp nơi, các thứ các kiểu. Nhưng mà nó mở miệng ra thì nó nói là nó rất là yêu quý cậu Năm, các thứ các kiểu đó cả nhà ha. Cậu Năm là nhất ở trong lòng nó, tại vì cậu Năm còn đất còn nhà mà cả nhà. Bây giờ cậu Năm hết đất hết nhà thì sẽ hết niềm tin nha cả nhà ha. Phượng Ve tin vào lời hứa, vậy là rõ ràng Phượng Ve sống bám và dựa dẫm vào người khác. Phượng Ve đâu phải ông già trong câu chuyện. Phượng Ve còn trẻ, có sự nghiệp đang lên, nhưng vì tham nên tự đánh mất tất cả và tự chôn vùi mình thôi. Rất rõ ràng nha, cái con đường sự nghiệp của mẹ con bà Sáu thì hầu như lúc đó đang rất là thăng tiến và thăng hoa. Thậm chí là được rất là nhiều cô dì, chú bác, anh chị em mình cũng sẽ ủng hộ và cũng sẽ xem xét. Thậm chí nói những người này là con cháu, thậm chí là em của cậu thì người ta sẽ rất là ủng hộ, sẽ thương nha. Nhưng mà chính là cái con Phượng Ve và mẹ con bà Sáu đã đánh mất cái điều đó. Khi mà lên trên mạng xã hội rêu rao nói chị Hồng Loan là con nuôi, nói chị Hồng Loan là con tu hú, và thậm chí là có những cái đồng bọn như là những cái bọn cần cần đó cả nhà, thì nó cũng vào nó hùa theo. Nhưng mà quý vị cũng thấy thì bây giờ những cái bọn cần cần nó bắt đầu đấu tố nhau rất là rõ ràng nha. Nó tố cái con nhà báo 20k cũng rất là tội nghiệp cái con nhà báo nha quý vị. Lên binh vực cho mẹ con bà Sáu rất là nhiều. Và thậm chí thì quý vị cũng biết là bây giờ con nhà báo 20k mình đó cả nhà, nó xuống nước rất là ghê gớm nha. Nó nói chuyện với mọi người thì hầu như rất là nhẹ nhàng và tình cảm, không hiểu làm sao nha cả nhà ha. Và nghe đâu thì nó đang chuẩn bị là thưa cái con bánh tét nha cả nhà. Thưa cái con bánh tét luôn, là con bánh tét nó hổn lắm quý vị. Nó lên mạng nó chửi dữ lắm nha. Nó không có xem ai là gì, nó chửi tưa lưa hột vừa chân nha cả nhà ha. Nhưng mà con bánh tét nó đang cũng nha, dính vào một cái vấn đề như là bị cấm xuất cảnh như cả nhà. Không biết là ở đây thì chị nhà báo 20k mình có hối hận chưa? Nếu hối hận thì người ta hãy khai ra đi. Khai ra đi thì có liên quan đến con bánh tét hay là con ve gì đó thì cho mọi người người ta biết, chứ đừng có ôm một mình nha, tội lắm. Ở đây tôi mọi người đã quen dần với những cái lời nói mắc dạy và vô văn hóa của chị, mà bây giờ chị lại đi nhẹ nhàng cười khẽ cười duyên. Em không quen, em xin chị đấy, chị 20k à. Tại vì bây giờ chị ta có lên những cái đường like đó, bởi vậy nói chuyện thì rất là nhẹ nhàng và thậm chí là các thứ các kiểu nha cái nhà ha. Rất là tội nghiệp luôn, không biết sao mà nhẹ nhàng xuống nước quá trời quá đất gì cả nhà. Phải có một cái lý do nào hay không mà chị ta mới xuống nước như vậy ha. Em nghi thì chắc chắn là đang sợ sệt hay là một cái vấn đề gì đó. Với vậy tiếp theo thì cũng còn một cái thông tin thì nó cũng là liên quan đến chị Ve mình nha cả nhà ha. Thì chị Ve mình cũng đang dí một cái câu chuyện là tương tự chị Ve mình. Ông già thì đem một chiếc áo đến cho cô ta gì đó với vậy. Thậm chí anh Lê Tính cũng giải thích quả cái vấn đề bọn này đang cầm đèn chạy trước ô tô như thế nào nha.
Tại vì cái câu chuyện mà cậu Năm để cái tài sản mà cậu Năm hứa hẹn gì đó thì hầu như là con ve với mẹ con bà Sáu rất là bức xúc nha vị ha. Lên tiếng cũng cực kỳ là day đắt luôn đó cả nhà. Đây, hãy chờ đợi, tôi sẽ về nhà và đem đến một chiếc áo ấm cho ông. À, nghe rất là hay nha cả nhà ha. Ông già hết sức mừng rỡ, tôi sẽ chờ đợi ông. Thế nhưng khi về nhà, do bận rộn nhiều việc quá nên tỷ phú nọ quên rằng ông già đang đợi mình trong đêm giá rét. Ừ, đây là đoạn ví về một cái cô gái, ông già là đính là chị Phượng Ve mình đó ha cả nhà ha. À, nhận được một cái lời hứa từ ông tỷ phú và thậm chí thì đang chờ đợi giống như là chị Ve mình đó. Sáng hôm sau chợt nhớ lại vị tỷ phú đã vội vã đến nhưng ông lão đã chết cống từ bao giờ. Ông lão để lại lá thư, trong đó ông viết: khi không có áo ấm, tôi không có sức mạnh tinh thần để chống lại cái lạnh. Nhưng khi ông hứa giúp tôi bám víu vào những gì ông đã hứa. Và chính điều đó đã giết chết ý chí và sức mạnh tinh thần của tôi. À, rất là giống chị Ve mình ha. À, khi mà nghe cậu Năm say xỉn, hứa và thậm chí là gài cậu Năm trong lúc say lúc xỉn cho cái này, cho cái nọ, cái kia. Thì cô ta đã sống bám víu vào cái hình ảnh đó và sống cố gắng hết sức mình để có thể là tranh giành được những cái gì mà cậu Năm đã hứa hẹn cho nha. Đừng hứa hẹn với ai cái gì hết. Nếu bạn cảm thấy khó thực hiện, có thể nó không quan trọng với bạn nhưng rất quan trọng với người khác. Làm người, nếu không giữ lời hứa, bạn chính là người không tôn trọng và cũng không biết cách giữ gìn danh dự. Khi thất hứa, bạn đẩy người ta vào khó khăn, thậm chí có thể đưa họ vào chỗ chết. Đó chính là tội ác. À, một cái câu chuyện thì chị Ve mình chia sẻ lên trên mạng xã hội. Ý đồ của cô ta thì cũng nói về một cái vấn đề khi mà cậu Năm hứa như vậy mà bây giờ không có ai thực hiện lời hứa nha. Không có ai làm tròn cái vấn đề đó. Thì tại sao mà nói như vậy? Các người biết không? Tại vì khi mà cậu Năm mất đi á, có thể là chị Loan cũng muốn làm theo cái tâm nguyện của cậu Năm là cho mẹ con bà Sáu một chút ít tài sản nào đối với vậy. Nhưng mà ở đây thì quý vị cũng biết là mẹ con bà Sáu thì hầu như là muốn sở hữu hết luôn nha. Không phải là lấy một chút ít đâu, người ta muốn là đồng sở hữu luôn và thậm chí là muốn chiếm hết trơn những cái gì mà nó liên quan đến chị Hồng Loan. Thì ở đây ai mà chịu quý vị? Em xin hỏi cả nhà nha, ở đây ai mà chịu? Thậm chí là người trong cuộc, con chính là người con hợp pháp của cậu Năm, chị Hồng Loan, người ta cũng đâu có chịu cái vấn đề được. Tài sản ba tao đã là cho tao, cho mày một phần nào thôi chứ bây giờ mày muốn là một cái lời hứa trong lúc là ba tao đang say, mày gài ba tao vào, mày nói chuyện bô lô bô la rồi nói là mày chỉ nói một cái lời hứa của ba tao mà nói tao giờ mắc lời hứa, không giữ lời hứa mà mày ba sống bám víu vào đó. Bây giờ mày lên mày chỉ trích rất rõ ràng nha. Bây giờ là bọn nó đang lợi dụng những cái thông tin hình ảnh bắt đầu là chỉ trích cậu nha cả nhà ha. Nói cậu là không giữ lời hứa các thứ các kiểu nha. Con Ve nó cũng miệng mồm lắm quý vị, thậm chí là mẹ con bà Sáu cũng vậy. Ở đây anh Lê Tính khi mà nghe một cái thông tin như thế này thì anh cũng có chia sẻ như thế này thì cũng rất là hay nha quý vị ha. Cầm đèn chạy trước ô tô, không phải vậy. Trong cái đời drama này, những bài viết trên Facebook và chia sẻ trên livestream của tôi tất cả đều xuất phát từ trái tim, nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều dựa vào sự kiện đã xảy ra để phán đoán nhìn nhận sự việc một cách thận trọng, cho nên độ chính xác từ 80% đến 100%. Trong đó là 80% của tôi, còn 20% là do sự mách bảo từ thế giới tâm linh. Trong một cái livestream cách đây vài tuần, tôi có chia sẻ với khán giả nguyên nhân dẫn đến cái đời drama sóng gió gia tộc của gia đình cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Chữ có một chữ duy nhất là chữ hằng. Phượng Ve hằng cố nghệ sĩ, Tiên Áo hằng cố nghệ sĩ, Sạc Pin hằng cố nghệ sĩ, ba mối hận thù tích tụ nhen nhúc trong lòng ba người này từ rất là lâu, chỉ đợi đến lúc cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời để có dịp bùng phát, bùng cháy mãnh liệt. Cũng chính vì hằng cố nghệ sĩ mà họ đã sẵn sàng thay đổi sự thật bằng mọi mánh khóe, chiêu trò, tận dụng để sự xảo trá, độc ác với cùng mục đích. Rất là rõ ràng nha. Những người này thì hầu như là rất là hằn cậu Năm nữa vậy ha. Hằn cậu Năm đã rất là nhiều điều. Bạn thân nè, có thể là mượn tiền cậu không cho gì đó vậy, không thấy là mượn tiền bị cậu đòi. Một đứa thì yêu thương cậu nhưng mà cậu không đáp trả lại, bắt đầu sinh ra là hằn rồi ghét cậu. Còn một đứa thì cháu nghe dụ dỗ cậu cho cậu nhậu say rồi lập di chúc miệng, tính là lấy được tài sản nhưng kết cục không được nha. Bây giờ sinh ra là hận thù cậu các thứ các kiểu nha quý vị ha. Cũng chính vì hận cố nghệ sĩ mà họ sẵn sàng thay đổi sự thật bằng mánh khóe với mục đích.
tước đi cái đi thức thiêng liêng làm cha của cố nghệ sĩ, điều mà cố nghệ sĩ lúc sinh thời chấp nhận đánh đổi bằng tất cả tiền bạc, mồ hôi, nước mắt, tâm huyết, tài năng và luôn cả sự tôn nghiêm để giữ lại cho bằng được. Vì cố nghệ sĩ không cho họ được tội nguyện vì điều họ mong muốn, tình yêu, sở hữu, đòi lại 10 cái vàng, nên họ muốn biến cố nghệ sĩ thành một linh hồn cô độc, mồ mả lạnh lẽo, không còn cháu thờ phượng ngàn khói. Rất rõ ràng nha vị ha. Có thể là bọn đó ghét cậu và thậm chí là làm bằng mọi cách để không có người nào đứng ra để lo hương khói cho cậu, thậm chí là muốn hủy hoại cái thanh danh danh tiếng của chị Loan nhớ nhà. Lúc đó có nhiều người nghi ngờ chữ hận, thì tôi chia sẻ qua những cái status của Phượng Ve, quý cộng đồng mạng sẽ hiểu hơn về chữ hận mà tôi đã đề cập. Tôi dự đoán drama sóng gió gia tộc thời gian sắp tới sẽ hấp dẫn, lôi cuốn hơn của những cuộc thanh trừng nội bộ. Họ sẽ tự lật tẩy nhau, vạch trần một cách triệt để, vì chỉ có họ mới có thể làm được điều này, bởi vì họ rất nhiều, vì hiểu nhiều về nhau. Tác giả, đạo diễn và nhà sản xuất của những tình tiết này không ai khác hơn vẫn là bộ ba Tiên Thành Phượng Ve. Rất rõ ràng nha, chắc chắn thì sắp tới đây thì cái câu chuyện sóng gió gia tộc thì nó sẽ hot hơn, tại vì qua những cái phần mà vạch mặt và những cái phần mà những cái bọn này nó tự động tố tụng lẫn nhau, nó đưa ra nhau ra, thậm chí đưa ra nhiều cái bằng chứng ra, nó nói là anh chị A, B, C ăn chặn và anh chị ba A, B, C có thể là lừa ra cộng đồng mạng, nói xấu cộng đồng mạng các thứ các kiểu nha cả nhà. Dự đoán tiếp theo của tôi có thể làm cho quý cộng đồng mạng thất vọng, và tôi vẫn mong là nó sẽ không xảy ra. Ba kẻ chủ mưu sừng sỏ trong cái drama sóng gió gia tộc sẽ không bao giờ chịu bất cứ trừng phạt nào của luật pháp. Văn Tiên thì ở Mỹ, Sạc Pin thì ở Pháp, nên không thể khởi tố họ dù có bằng chứng lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người khác. Riêng về Phượng Ve, cô ấy sẽ hoàn toàn vô tội vì tất cả mọi chuyện, ngay cả chuyện cung cấp thông tin giả cho HHB, cô ta đều không liên quan. Cô ta đã khéo léo sắp xếp những cái con ma chết thay, và mẹ của cô ta cũng may mắn có tên trong danh sách những con ma tội phạm. Có thể là chị Ve mình á thì rất là cao tay như vậy ha, nhờ chị Tiên là ông Sạc Pin ở bên đó để kêu gọi các thứ các kiểu đó. Nhưng mà khi mà điều tra ra thì rất là khó nha, một người thì ở bên Mỹ còn một người thì ở bên Pháp thì rất là khó, và thậm chí thì các con chỉ có những cái thành phần ngu dốt thì bị con Ve nó rài nha, dính vào tội pháp thôi, còn mẹ con bà, còn bà Sáu thì chắc chắn cũng liên quan nha cả nhà. Lưới trời lồng lộng có một bản án mặc dù chưa công khai phán quyết nhưng thời gian đã qua được áp dụng triệt để, đó là bản án của cộng đồng mạng khắp nơi trên thế giới dành cho cô ta, tẩy chay và loại bỏ cô ta ra khỏi cộng đồng một tập thể mà cô ta từng xúc phạm bằng những cái ngôn từ hạ đẳng. Rất rõ ràng là ở đây có thể thì mặt pháp luật thì cô ta trốn tránh được, né tránh được, nhưng mà ở trên cộng đồng mạng thì hầu như là cô ta không thể nào mà trốn tránh được nha cả nhà. Nên cộng đồng mạng thì quý vị cũng biết là sức mạnh của cộng đồng mạng thì người ta rất là hay, người ta có thể là tẩy chay và làm bằng mọi cách để cho cái con Ve này nó không còn tồn tại được ở trên văn hóa, nghệ thuật hay là ca hát, cái con đường sự nghiệp của cô ta. Quý vị cũng thấy là mỗi lần mà cộng đồng mạng tẩy chay một người nào đó thì chắc chắn người đó sẽ đi về tiêu tùng, tại vì không có khán giả thì làm sao mà có nghệ sĩ được. Khi mà anh chị có dù hát giỏi và tài năng đến mức độ nào nhưng mà cái con người của anh chị nó vô văn hóa, thiếu đạo đức thì người ta cũng sẽ không bao giờ xem, khán giả cũng không bao giờ nghe. Điển hình thôi quý vị cũng thấy là cái con cớt cớt nè, cái con mì xào nè, những cái lượt theo dõi mà mọi người yêu thích thả tim thả like thì bây giờ nó không còn như lúc trước nữa, tại vì người ta đã biết được cái bộ mặt của những người này. Và quý vị cũng thấy là chị mì xào mình nhận những kết quả rất là rõ ràng đúng không? Cộng đồng mạng tẩy chay, thậm chí là người ta hủy đăng ký, thậm chí là người ta không xem vào cái clip của cô ta nữa, cho dù cô ta có đăng clip như thế nào, nói như thế nào thì cũng không bao giờ là cộng đồng mạng người ta sẽ xem nữa nha cả nhà ha. Thì ở đây cả nhà cũng đã nhìn nhận được rồi, bên phía mẹ con bà Sáu thì hầu như bây giờ đang rất là run sợ, mình thấy thật sự là như vậy nha cả nhà. Run sợ một cách rất là dữ dội, sợ lắm quý vị, sợ sẽ bị kêu tên, sợ bị HHB nó khai ra, và sợ đồng bọn nó sẽ khai ra tiền mình kêu đội, thậm chí là các thứ các kiểu ha. Một em thì ở bên Pháp thì nói chung thì hơi khó nha. Nhưng hai em này nếu mà nó về Việt Nam á, thì hai em này nó sẽ toan nha quý vị ha. Chắc chắn mình cái khả năng nó sẽ không dám về đâu. Tại vì con Ve nó từng lên mạng xã hội nó tuyên bố nhiều lần có thể là những người này sẽ bay về Việt Nam để giúp đỡ cho mẹ con bà Sáu trong cái ngày ra to đó cả nhà. Đứng ra làm chứng làm gì đó, làm chứng làm gì để cho mẹ con bà Sáu giành lại căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Nhưng mà theo em nghĩ thì chắc chắn là nó về đây thì nó chỉ là mang nhục và thậm chí là nó bị bắt.
lên phường để sao kê thôi cả nhà. Thì tiếp theo thì ngày hôm nay thì mình cũng muốn chia sẻ đến cho cả nhà một cái thông tin mà nó liên quan đến chị Phượng Lê mình. Chị Phượng Lê mình cũng mới đăng một cái status ở đây mới khoảng tầm 40 phút trước nha vị ha. Thì cũng nói về chị mì xào mình Củ Chi cũng rất là hay nha vị ha. Có thể là cái drama này cũng có rất là nhiều người không thích chị Phượng Lê, thì chị Phượng Lê cũng đã ra đi rồi, nhưng mà lâu lâu thì chị cũng nhắc đến chị mì xào, một cái con người vô ơn, thậm chí là lên chửi và xúc phạm chị Loan các thứ các kiểu. Mình đã bám víu vào cái drama sóng gió gia tộc của cô nghệ sĩ để kiếm những cái đồng tiền từ YouTuber, nhưng bây giờ chị lên mà sát chị Loan, chửi chị Loan các thứ các kiểu như vậy. Em mới thật sự một người mà yêu quý cậu Năm, hâm mộ cậu Năm với lời nói của cô ta. Cô ta nói rất là quý với ông cậu Năm, thần tượng là fan của cậu Năm. Nhưng mà khi bây giờ quý vị thấy không, quay lại chỉ trích về ông Loan chỉ vì cái lợi ích của cô ta mà thôi, thì đâu phải là thương yêu quý vị, đến vì lợi dụng. Nó thật sự là lợi dụng chị Hồng Loan mà thôi. Đây đây, chị Mương Lê có chia sẻ như thế này. Chị Mít Nơ nói hay ghê mà tà hay tà, ngồi không làm gì, quay clip đăng lên YouTube nói xàm. Nói thật sự thì chị mì xào mình cũng chả có gì hay, đúng không vậy? Chị ngồi lên YouTube cũng giống như một số như anh em, cũng ngồi phân tích này, phân tích nọ, phân tích kia. Nhưng có thể là chị phân tích hay hơn một chút xíu, giọng nói có thể trong hơn một chút xíu thì người ta nghe có thể là hay hơn một số như anh em YouTube. Nhưng chị cũng ngồi ở nhà, chị cũng có làm được cái đách gì, nói thật sự chị cũng không làm được cái đách gì. Chị cũng ngồi phân tích rồi chị bô la trên mạng xã hội, chị chửi người này, chị nói chị am hiểu về luật pháp, chị nói liên quan tới luật pháp, chị dính tới luật pháp, cái chị bị tóm đi, cái gì chị khóc miếu máu trên mạng xã hội, chị muốn người ta giúp đỡ chị, người ta không giúp của chị, nói là vô ơn các thứ các kiểu. Tự chị gây ra thì tự chị phải chịu chứ, bắt người ta gánh tiếp hay gì. Gánh thì lên phân tích tào lao, nhưng tưởng hay ai nhà ai cũng ghét. Thật sự thì lúc đó người ta cũng khoái lắm quý vị, người ta cũng rất là tin tưởng chị mì xào mình ha. Nhưng mà sau một cái thời gian sóng gió và thậm chí là nó bùng nổ ra, thì người ta đã biết được cái bộ mặt của chị mì xào mình. Bây giờ ai đi ra ngoài đường tới đứa con nít mà nó cũng rét nữa cả nhà. Bệnh thì không lo giữ sức khỏe, chèn nước trên tay mà vẫn quay nói không ngừng nghỉ ngơi, nói xong cấp cứu tiếp. Bộ chị sợ không kịp nói hết thời gian hay gì mà tranh thủ vậy. Thật sự một người bệnh thì quý vị cũng biết, nếu mà nhập viện bệnh như thế này mà muốn nói chuyện mấy tiếng đồng hồ rất là mệt mỏi, đúng không vị? Như em làm YouTube đây này cả nhà, em nói chuyện là khoảng 30 phút hay 20 phút rồi mình cũng thấy mệt rồi. Nhưng mà đối với chị mì xào mình nó bệnh mà chị ta nói một lần một tiếng mấy đồng hồ ha, mà cũng không thấm thía gì, cũng không si nhê gì, mình cũng không hiểu là cái con người của chị ta là sức khỏe nó mạnh đến cỡ nào nha. Lên nói một tiếng mấy đồng hồ rồi bắt đầu là cấp cứu tiếp, rồi vừa truyền nước biển, rồi nói chuyện, nói làm gì chứ vậy, làm gì quay những cái hình ảnh đó chứ vậy, để cho khán giả thương hại hay gì, để cho khán giả thương hại để người ta vào ủng hộ hay gì. Rất là khổ nha. Hay là sợ kết thúc cái drama này sớm quá rồi chị không có kiếm được tiền YouTube, chị phải tranh thủ lúc bệnh mà chị phải cố gắng làm như vậy nữa, tội nghiệp quá vậy. Trời ơi, nhà tôi giàu bán vàng rồi hoa hậu rồi các thứ các kiểu, xe hơi nhà lâu vậy mà tranh thủ quá, tranh thủ kiếm tiền YouTube còn hơn tụi em nữa, đúng không vậy? Bệnh thì ta nghỉ ngơi đi, hết bệnh khỏe khoắn người ta làm, không bệnh vẫn làm nha, làm tiếng mấy hồi đó kiếm tiền YouTube mới được nha quý vị ha, khổ lắm quý vị. Cho em hỏi chị nè, đổi đời từ đâu chấm hỏi, sao rảnh quá vậy? Rồi cho em hỏi chồng chị trẻ dữ chưa? Thật sự thì ở đây người ta cũng đang hỏi rất rõ ràng ha. Chị đổi đời từ lúc nào, và thậm chí là chồng của chị là trẻ chung ra làm sao nha cả nhà ha. Không biết thì bộ mặt anh chồng của chị mì xào mình như thế nào ha, thanh tú như thế nào, đẹp trai như thế nào mà chị rất là tự hào nha cả nhà ha. Thì chị giàu dữ rồi, nên thật sự bây giờ chị giàu rồi, nên chị rất là xem thường mọi người, khinh thường mọi người, khinh thường khán giả. Tôi giàu rồi, tôi đâu cần khán giả làm đách gì nữa, không có khán giả này thì cũng khán giả khác, như tôi có tiền mà. Ý chị là gì, đúng không? Phủ bỏ bao nhiêu cố gắng của người khác là ganh tị, không lẽ chị ganh tị với em? Ừ cũng phải thôi, chị ganh tị với em cũng đúng rồi, kha kha kha. Ở đây thì chị Phương Lê mình cũng có nói có thể là chị mì xào mình cũng đang rất là ganh tị nha, ganh tị với chị Ni nè, ganh tị với chị Phương Lê nè, với một cái mục đích là quý vị cũng biết ha. Có thể là những người này người ta giàu hơn chị, có thể là những anh chị em này người ta giàu hơn chị mì xào mình, nên chị mì xào mình rét nha cả nhà ha. Và thậm chí thì chị mì xào mình muốn thâu tóm cả nhà, nó thật sự là có thể là chị mì xào mình cũng muốn thâu tóm luôn chị Hồng Loan, bao quát tất cả, và thậm chí là muốn làm sao mà có thể là nắm thóp được chị Loan,
để lợi dụng tiếp vào cái đợt drama này. Nhưng mà thật chắc cũng xui nha, xui thì cái kẻ ác cái thường thường thì bộ mặt nó cũng sẽ lòi ra thôi. Rõ ràng không có làm được, không có thâu tóm được thì bắt đầu ghen ăn tức ở, đúng không cả nhà? Bắt đầu ghen ăn tức ở rồi bắt đầu lên post chị Loan, nói chị Loan thế này thế nọ thế kia các thứ các kiểu. Nhưng mà ở đây thì cộng đồng mạng người ta biết mà, người ta sẽ nhìn nhận ra được một cái vấn đề là ai đúng ai sai mà, đúng không nhà? Chứ người ta không có mù quáng như bọn kền kền đâu ha, chỉ có bọn kền kền thôi. Nó rất là mù quáng, nó tin tưởng là mẹ con của bà Sáu lúc nào cũng đúng, là em ruột của cậu Năm là sẽ giành được những cái tài sản xứng đáng về những người này ha. Thì nói chung thì ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ ở đây thôi, tại vì có rất là nhiều những nguồn thông tin khá là vui khi mà bộ mặt thật của mẹ con bà Sáu đã lòi ra, bắt đầu lên trên mạng xã hội chỉ trích và thậm chí là có những cái lời xúc phạm đến cậu Năm, là nói cậu Năm thất hứa các thứ các kiểu đó cả nhà ha. Thì bây giờ như thế nào chắc hẳn cả nhà cũng đã thấy rồi, bọn cần kênh thì sẽ tiêu và tôi ha cả nhà ha. Ta tiếng là bánh kẹp đậu phộng nón lá, thành phần gồm đậu phộng, sữa, mè và bột. Thì một bịch như vậy 5 cái là 120 ngàn. Rất là ngon, cô chú chị nào mua nhớ liên hệ số điện thoại là 0879 262 để được tư vấn trực tiếp từ Tiến Vlog nha. Cảm ơn cô chú anh chị.